Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, tuần 15, trang 144-145. Tập đọc, buông chiêu lên đón cô giáo. Căn nhà sàn chợt nít người mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn. Bấy giờ, người già mới ra hiệu dẫn y hoa, bước lên lối đi bằng lông thú miệng như nhung. Bung Chi Lên đã đón tiếp cô giáo đến mở trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý. Y hoa đến bên già róc, trưởng thôn, đang đứng đón khách ở giữa sàn, nhà sàn, những con dao mà già trao cho nhằm vào cây cột nóc. Y hoa chém một nhát thật sâu vào cột. Đó là lời thề của người lạ đến buôn. Theo tục lệ, lời thề ấy không thể nói ra mà phải khắc vào cột. Y hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao. Già róc so tay lên vết chém khen. Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ. Rồi giọng già vui hẳn lên. Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi. Bao nhiêu tiếng cười cùng ùa theo. Phải đấy, cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào. Y hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lòng ngực mình. Quỳ hai gói lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm: Bác Hồ. Y hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hèo reo. Ôi, chữ cô giáo này, nhìn kìa, a chữ, chữ cô giáo. Theo Hà Đình Cẩn. Rồi bây giờ các em sẽ qua cái phần giải thích từ. Buôn tức là làng ở Tây Nguyên. Nghi thức là quy định về cách thức tiếp khách hay tiến hành các buổi lễ. Gùi, đồ đan bằng mây, tre, đeo trên lưng để mang đồ đạc. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần trả lời câu hỏi. Câu số 1. Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lên làm gì? Thì các em hãy đọc từ đầu cho đến là khách quý. Căn nhà sàn chật nít người, mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn. Bấy giờ người già mới ra hiệu dẫn Y Hoa bước lên lối đi bằng lông thú miệng như nhung. Buông Chư Lên đã đón tiếp cô giáo đến mở trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý. Thì các em khi đọc ở đoạn này thì các em thấy cô giáo Y Hoa đến Buông Chư Lên để làm gì? Tức là cô giáo Y Hoa đến Buông Chư Lên để mở trường dạy học. Như vậy thì câu số 1 các em sẽ trả lời như sau. Cô giáo Y Hoa đến Buông Chư Lên để mở trường dạy học. Rồi tiếp theo câu số 2. Người dân Chư Lên đón tiếp cô giáo trang trọng và thân tình như thế nào? Thì các em hãy đọc từ đoạn đầu cho đến là sau khi chém nhát dao. Thì cái đoạn đầu khi nãy các em vừa đọc, bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp theo đoạn 2. Y Hoa đến bên già róc, trưởng thôn, trưởng buôn, đang đứng đón khách ở giữa sàn, nhà sàn, nhận con dao mà già trao cho, nhằm vào cây cột nóc. Y Hoa chém một nhát thật sâu vào cột, đó là lời thề của một người lạ đến buôn, theo tục lệ. Lời thề ấy không thể nói ra mà phải khắc vào cột. Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao. Thì các em thấy sau khi các em đọc hai đoạn này thì các em hãy chọn ra những cái chi tiết cho thấy sự đón tiếp của buôn làng dành cho cô giáo. Thì các em thấy rằng ở đây người dân Buôn Chư Lên đón tiếp cô giáo rất là trang trọng và cũng là rất thân tình. Thì các em thấy ở đây cả buôn làng đến chật ních cả sàn nhà, quần áo thì như đi hội. Rồi họ trải những cái thảm
bằng lông thú từ cầu thang cho đến đến từ cửa cầu thang tới cửa bếp giữa sàn cho cô giáo đi. Thì các em thấy như vậy thì những cái chi tiết này cũng cho thấy là sự đón tiếp của buôn làng dành cho cô giáo. Rồi tiếp theo già làng. Già làng thì đứng giữa nhà, ở giữa nhà sàn đón cô giáo, trao cho cô giáo một cái con dao để chém một nhát vào cái cây cột nóc, thực hiện cái nghi lễ để trở thành là người trong buôn. Như vậy thì các em sẽ trả lời câu số 2 như sau. Người dân Chư Lên đón tiếp cô giáo rất trang trọng và cũng rất thân tình. Cả buôn làng đến chật ních cả sàn nhà, quần áo như đi hội. Họ trải những tấm lông thú từ đầu cầu thang đến cửa bếp giữa sàn nhà sàn cho cô giáo đi. Già làng đứng ở giữa sàn nhà đón cô giáo, trao cho cô giáo con dao để chém một nhát vào cây cột, thực hiện cái nghi lễ trở thành người trong buôn. Rồi tiếp theo câu số 3. Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ? Thì các em sẽ đọc đoạn tiếp theo. Từ rồi giọng già vui hẳn lên cho đến hết. Rồi giọng già vui hẳn lên, bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi. Bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo. Phải đấy, cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào. Y Hoa lấy trong gùi ra một cái trang giấy, trải lên sàn nhà, mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình, quỳ hai gối lên sàn. Cô viết hai chữ thật to, thật đậm, Bác Hồ. Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo. Ôi, cái chữ, chữ cô giáo này nhìn kìa. A chữ chữ cô giáo. Thì các em thấy ở cái đoạn này những chi tiết cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ đó là già làng thì vui hẳn lên khi đề nghị cô giáo cho xem chữ. Mọi người thì ùa theo, già làng cũng ùa theo là đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Rồi tiếp theo thì mọi người khi mà cô giáo lấy ở trong cái gùi ra một trang giấy thì mọi người đều im phăng phắc theo dõi cô giáo viết chữ. Rồi khi cô giáo viết xong thì mọi người cùng nhau reo hò. Như vậy thì câu số 3 các em sẽ trình bày như sau. Những chi tiết cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ đó là những chi tiết sau. Giọng già rất vui hẳn lên khi đề nghị cô giáo cho xem chữ. Mọi người ùa theo già làng đề nghị cô giáo cho xem cái chữ. Mọi người im phăng phắc theo dõi Y Hoa viết. Khi Y Hoa viết xong, mọi người cùng nhau reo hò. Rồi tiếp theo câu số 4, tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo với cái chữ nói lên điều gì? Thì các em thấy qua cái cách đón tiếp của cô giáo của buôn làng Chư Lên và sự háo hức chờ đợi của họ khi xem cô viết chữ, thì qua những cái chi tiết đó thì các em hãy nhận xét xem tình cảm của người Tây Nguyên đối với cô giáo với cái chữ như thế nào. Thì tình cảm của người Tây Nguyên đối với cô giáo với cái chữ nói lên đó là cái nguyện vọng thiết tha, muốn học chữ để hiểu biết hơn, thoát khỏi cái dốt, cái lạc hậu. Có được cái chữ thì sẽ được mở mang trí tuệ, rồi tiếp nhận được cái khoa học kỹ thuật, nhờ đó mà thoát được cái nghèo, cái lạc hậu, buôn làng thì được ấm no, hạnh phúc. Như vậy thì ở câu số 4 này các em sẽ trả lời như sau. Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo với cái chữ nói lên cái nguyện vọng tha thiết muốn học chữ để hiểu biết hơn, thoát khỏi cái dốt, cái lạc hậu.
có được cái chữ sẽ mở được, mang được cái trí tuệ, tiếp nhận được cái khoa học kỹ thuật, nhờ đó mà thoát được cái nghèo, cái lạc hậu, buôn làng được ấm no, hạnh phúc. Rồi tiếp theo phần cuối cùng đó là phần nội dung. Thì nội dung của câu chuyện cho thấy được cái tình cảm yêu quý cô giáo của người Tây Nguyên. Họ biết trọng văn hóa, mong muốn con em của dân tộc mình được học hành, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.